지금 나는 없어. 더 이상 뺄 것도 없어. 내 다른 생각은 안 해. 지금 이 순간이 중요해. 제발 바른 말 좀 해. 좀 더 빨리. 내가 이런 사람 속에 넘어지지 마. 재미없어. 똑같이 네 기준에 날 가두지 마. 흥미없어. 真的来了吗？真的来了吗？ Em á, em đang chỉnh cái cam. Ý là xem thử. Mọi người xem giùm em coi thử được chưa. Sáng xíu. Đó. Đó. Được chưa ta? Dạ ok anh ba. Sao suốt ngày anh ba chạy xe vậy? Như grab bike vậy. Hello Mas. Hello mọi người nha. Chào Lê Tấn Sơn. Ôi hôm nay thiệt là đông vui. Em chào anh trai nắng. Hello mọi người. Lên công ty là chơi rồi, đúng rồi. Hello anh, chào chú Andy. Ủa chú Andy về chưa? Sao ở đây, sao còn ngồi ở đây? Sao chú kêu hôm nay chú bay rồi mà. Hello mọi người mới vô nha. Hôm nay đông vui quá vậy. Cái chủ nhật là đông vui. Hi hi. Sáng hôm sau rồi hả? Delay hả chú? Hay sao? Cắm sừng hoài vậy Tân. Hello mọi người nha, hôm nay trông hơi nóng. Không có cái quạt gì hết trơn. Hello nước mi. Hộp chuyến là chú đi trễ hả? Tại vì hôm nay trời lạnh. Mà tại trong cái phòng này nó nóng quá đó. Lúc nào nó cũng nóng hết. Tại hôm nay không có máy lạnh á là nó nóng. Chứ ở ngoài trời thấy lạnh mà. Mở cửa ra hát người ta nghe. Nó ồn lắm. Mấy phòng bên cạnh nó hát nữa. Không có nghe được. Chào mọi người nha. Hi hi. Mở ra 5 phút hả? Nãy giờ em thấy nó cũng mở chứ. Thôi để khi hồi nóng quá thì ra mở. Chưa ra đó mở, cái phòng bên cạnh nó ồn quá, em không có nghe được. Sẵn cái áo lên. That's similar. Tân cả trần. Trần cẩn thận đó nha. Có tác xong rồi đó. Hello cá. Cá ở đây không có áo, nhìn lạ quá. Mười hai giờ sáng nhìn ngầm sai thành 12 giờ trưa. Ủa 12 giờ sáng và 2 giờ trưa là 1 mà. Đang thắc mắc là đang thắc mắc. Dạ
giờ say. Nhau là 2 giờ trưa. Tối thôi, mày gọi là 12 giờ tối, 12 giờ trưa, tại 12 giờ sáng, 12 giờ trưa. À không, không kể với chú, tại chú xài quen xài tiếng Anh rồi. Không giờ, ok, không giờ thì được. Đứng lên quậy hả? Thôi con không biết quậy. À chú không biết quậy. Ông Hùng và ông Tò đâu? Hôm nay chủ nhật mà cấp học. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi qua rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không đoạn đường em đi cũng vắng vẻ, thời gian ơi hãy cho em để ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh đã với em, mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm và đi theo em, cùng em qua con đường tối đen, đèn khuya dù không sáng lên. Đừng lo nhé, có anh như mặt trời dịu em. Giờ thì cứ thế, người thì cứ thế quấn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai là mây trời, giang tay che mắt anh xa vời. Điều gì muốn đến, điều gì sẽ đến, sẽ đến. Sau cơn ngủ mê anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh ngày rất lâu, dù rằng mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường em đi cũng vắng tênh. Thời gian ơi hãy trôi nhanh để em bên anh. I just wanna be with you, I just wanna be with you, I just wanna be with you. I just wanna be with you, I just wanna be with you, I just wanna be with you. Taxi vô lại lên ai? Anh còn chưa đổi tên lại được kìa. Hồi sáng sao? Thấy tội quá nên cho ở Việt Nam. Ai tội chú? Chú à? Bị dị ứng ngoài này sao tự nhiên bị dị ứng ngoài này vậy? Mới hát mà tự nhiên kêu bị dị ứng ngoài này mất tinh thần dễ sợ. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh ngày rất lâu, dù rằng mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn nào em đi cũng vắng tênh. Thời gian ơi hãy trôi nhanh để em được ở bên anh. Trời ở đâu cũng sáng như thế, không có anh, ánh sáng ấy không tới. Trời kia dù ở đâu, dù là ngày trôi nhanh ngày rất lâu, dù rằng mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tênh. Thời gian ơi hãy trôi nhanh đưa em bên anh.
just wanna be with you. I 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 just wanna be with you. Ủa là thứ hai chung với đây hả? Em quên là hôm nay là chủ nhật rồi. Mẹ rồi bên kia hát xong bị stress. Tất cả mọi người đều hát bài này. Hello Tò. Đề nghị là Tò lên lên đây ngồi nha. Ở dưới này ngồi là không thấy gì hết trơn. Dù đúng rồi. Đuổi tao nè. Tất cả mọi người thấy bài này mà thì tại bởi vậy cho nên là mọi người mới bị dị ứng á, chứ hay mà. Chết tôi rồi. Tối thứ hai chú đi á. Tân chát là tổ chát luôn á. Sao được, tân là tân, tổ là tổ. Ông Tân này bình thường thôi mà. Ủa hôm nay anh trà đá không đi làm hả? Giờ này hôm nay mọi người thật là đầy đủ, đi học đầy đủ, thật là đáng khen. Lá vẫn bay, riêng mình em ngồi đây. Ngoài kia bao nhiêu kỷ niệm, hai chúng mình chờ nắng sớm khi bình minh. Có biết không, giữa đám đông chợt có lúc anh yếu lòng. Từng ngày trôi sao quá dài, con tim anh mệt nhoài, tự hỏi giờ em nơi đâu. Một lời em hãy quên.
lần nào cũng méo hả tòa? Cả một trời đau lòng. Gì vậy cá? Hello Duy. Chào mọi người quá vô. Hôm nay đi học đầy đủ quá. Tôi cũng gần gặp. Ai cũng gần với méo hết trơn. Sao quên nách bây giờ? Cái gì? Ông Tồ ngồi ké rồi mà còn dám lên tiếng. Chào Red một bài hả? Mới hát một bài hay quá trời mà không chịu Red. Red hả? Coi bài nào hay để chốt diễn sau. Hồng đâu? Hồng lên. Hello. Hi hi. Ông Hùng dạo này nói chuyện hổ báo lắm, mọi người cẩn thận. Cái gì? Bực bội gì vậy? Chuyện gì xảy ra mới vô mà hổ báo vậy? Yêu xa. Yêu xa. Không biết em hát bài đó hay không nữa. Thích mỗi câu hi hi. Ừ, ông Hùng ông bị stress á. Ai nói gì ông cũng chửi hết trơn á. Chút mà ông không chửi mà mọi người có chừng á nè. Chào.
Thời gian trôi qua nhanh như tình yêu đang say, khoảng cách giữa đôi ta trong phút giây. Quặn thắt tim anh từ lúc ta phải nói chia xa từ đây. Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện, mình từng viết cho bây giờ ta có nhau. Hạnh phúc nơi đây còn đang dở dang để ngày nào đó ta lại bắt đầu. Ủa nay chú em đi sao vậy? Không có gì chú. Mà nay chú sao vậy? Chú yêu xa ai hả? Nay tâm trạng ghê ta. Hello, đây bạn mới vô nha. Có, ngày mai có show. Ủa, quên, ngày mai chú có lịch. Mai chú có lịch, có gì chú sẽ báo sau. Sao? Ủa tôi xin ông hồi nào cơ? Hèn gì nãy giờ do ông cứ sồn sồn lên, chẳng hiểu chuyện gì. Chắc là tôi chưa kịp trả lời á, hoặc là do cái mạng của tôi nó bị cùi mí á. Dạo này hay bị mạng cùi mí xong nhắn kiểu nó không qua, tới khi nó có mạng thì nó mới qua. Thiệt mà, mọi người phải tin tưởng chút chứ. Gì sợ? Spam hình cho xem. Tôi đâu có xin đâu. Hôm nay xin gái. Hello. Hello, bum. Ủa sao anh nhiều nick quá vậy? Rất dạo. Mèo nãy giờ bài này bị hư rồi. Bài này hồi nãy lỡ nói chuyện rồi. À đang giải thích lý do cúp học. Ông cúp học cả tuần tôi còn chưa nói gì vào còn dám la ngược lại cô giáo. Hay quá ha. Chỉ là bị xin một cái thôi mà làm cái ghê. Đúng là cậu bé giỏi hơn có khác. Ông Tân bị ăn xin hoài, ông có nói gì đâu. Hello Duy, lâu lắm mới xem. Ừ, lâu lắm mới thấy. Mười phút buổi thứ tư. Tôi đang nói ông Hùng mà. Ông cũng cấp cả tuần chứ ông có hơn gì đâu ông Tờ. Hư hỏng, học sinh gì đâu, tuần đi học một lần. Mr. Zero. Ủa, không có, không hề xin. Tôi chưa thấy cái tin này luôn á. Ông nói nào. Thiệt luôn, thề. Tôi thề tôi chưa đọc được cái này luôn á. Thiệt mà. Thiệt mà, chú có đọc luôn, tôi chưa hề thấy cái câu này luôn á. Thiệt, thôi. Chịu, tin hay không thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Thôi hát đi. Hiền thì nãy giờ vào cứ sồn sồn cả lên, chẳng hiểu chuyện gì. Ai xạo, thêm ông này hù do nữa rồi, tôi khổ quá mà, tôi khổ thiệt luôn. Ông Tân thích còn nói thêm vô, mấy người còn nói thêm vô nữa, bồi bồi vô nữa chứ.
Rate một bài hơi miêu, rate 30 phút. Không ai bỏ 30 phút ra coi nổi đâu. Một bài thật buồn tặng Hùng. Ông à, thằng này hắn đưa mình đã ghét thiệt. Cái gì? Mình đã ghét thì chớ là sao? Được, hay gọi tôi vậy. Tôi chưa đọc mà, thiệt luôn á, tôi chưa thấy tin tức của ông luôn á. Làm cả tuần bực mình. Cái gì mà làm cả tuần bực mình đó. Chỉ là tôi lỡ một sự cố thôi. Chưa đọc tin nhắn của ông thôi mà ông làm thấy ghê không? Mệt mỏi. Bài gì? Bài gì hay? Bài gì hay mọi người? Bài nào phải hợp với hoàn cảnh đây nè? Sơn Tùng á. Sơn Tùng buồn quá ha. Lạc trôi. Sợ bài đó luôn á. Hát bài đó đúng dở, cháu hát bài đó đúng dở luôn. Im lặng cam chịu. Tôi không biết, tôi chưa đọc thề luôn á. Tôi không hề thấy luôn á. Thôi không biết sao giờ, nói sao cũng không tin thì chịu thôi chứ sao giờ. Tôi nói thiệt, tôi phải một người bất lịch sự, xin là không có có trả lời đâu. Dối lừa. Đố mọi người bài gì? Bài dối lừa trong mọi tình huống. À, bao hợp tình huống. Mùa thu sang lá khô sao sáng, đừng vì chơi vơi lẻ loi mình em, cùng hoàng hôn buông tan vào bóng tối mịt mờ. Này người yêu hỡi, có thấy một mùa đông sang xe lạnh bờ vai mỗi khi gió về, buốt giá nỗi nhớ của em khi nhớ bên vòng tay anh. Gió và mắt môi đồng anh trao ngất ngây, ôi tình yêu đầu này lá đường mãi rơi trên đường em, này gió đường cuốn trái tim hao gầy, để em được mãi yêu anh suốt đời, dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối. Người hỡi dù ôm dâm mọi người hay sao? Quỷ à. Nãy giờ nói cứ như là tôi đóng vai ác vậy. Cảm ơn Lê Tấn Sang nha. Đúng rồi, trăm công nghìn việc, hiểu cho bạn đi. Chỉ có tồ là thương chút. Ổng à, nãy giờ mọi người cho chút đất đóng vai ác hơi bị nhiều rồi nha. Nãy giờ tôi hiền quá mà. Mưa gió
mặt môi nồng mình trao ngất ngây. Ôi tình yêu đâu này, lá đường mãi rơi trên đường em, này gió đường quấn trái tim hao gầy, để em được mãi yêu anh suốt đời. Dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối, người hỡi dù anh có bao đổi thay, em vẫn nhớ anh bao ngày anh về, mình cùng nhau xóa đêm đông đã ơi. Tôi để hô hô sao ông Tồn còn không thèm rap thì có. Thôi mọi người đang ngồi kể tội tôi á hả? Spam hình rồi đó. Spam hình gì vậy? Chuyện gì đấy? Xin tôi chưa có đọc mà. Tôi mệt âu hùng quá à. Kiểu nãy giờ nói tôi kiểu hả, có nhắn vậy luôn á hả, sao không biết ta, thiệt luôn, thề luôn á. Thấy chưa, đây hồi nãy thấy ông Hùng lên rồi còn mừng rỡ các thứ, chứ tôi mà tôi xin ông, tôi cố tình xin rồi tôi thấy ông tôi mừng làm gì. Để tao kể lại lần Đà Lạt cho tụi bay. Thế chứ Tồ còn cam chịu. Cái là tại vì do Tồ nữa, ai biểu. Tự nhiên sao còn quen thân mình rồi. Sồn quá mà ai mà dám chát nữa. Ông Hùng vào phát kiểu chửi tán loạn lên. Không biết chuyện gì xảy ra luôn. Cấm chấp. Xin lỗi Hùng. Ông mèo ông hơi biết sao ông mèo ông Hùng ông, ông cậu bé dội hơn lắm đó. Có chừng ông hơn đó nha. Mở khóa cho ông đi. Ông hờn giỏi ra. Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm trong đêm, dường như quạnh hiu trôi về đâu áng mây cuối trời. Có giấc mơ em mong chờ một ngày mai cao nắng ấm đến bên đời, hé môi cười tình trong những chờ dù làm phút giây đến ngày qua giấc mơ bình yên, mãi mong một tình yêu rồi sẽ tìm thấy mình trong ngưỡng mơ nhỏ nhòi. Có bao giờ bình minh phai à, khi ngày qua trên không mong nắng, niềm hạnh phúc xa vời vẫn năm tháng.
Không biết ai tin ai hả? Mỗi mong một tình yêu rồi sẽ tìm thấy mình trong ngưỡng mơ nhỏ nhỏ. Có bao giờ bên mình phải em những ngày qua trên không mong ai. Niềm hạnh phúc sau đời vẫn âm thầm tìm trong những giấc mơ đêm đêm. Hey, yeah, yeah. Mưa còn rơi bên em, gió tan đi bao nhiêu khát khao hy vọng. Rồi đêm mưa lạnh căm dường như đã qua giọt nắng. Đi đâu cũng có người chồng bạn của Mai. Chị với bạn của Mai nè. Không, ở giờ này ảnh còn đang ngủ rồi, đang say giấc ngủ rồi. Nóng quá à, giờ sao đây ta, không biết mở cửa ra nó có đỡ không. Cảm ơn không ngon nha. Mai chúc mã gì đây? Có mát hơn miếng nào không? Cảm ơn Giang nha. Đợi chút 5 giây nha, đi mở cái cửa cái đã nóng quá. Không theo xem thường xuyên được hả? Chưa gì mà chú đã nói vậy là con buồn rồi. Ý công nhận mở cửa ra đỡ ghê. Cảm ơn Giang. Spam kẹo. Em đi ông tổ Quỷ Hà. Cảm ơn em. Đổi hai mặt trời nha. Chút đủ mập rồi. Xong hết. Mà tán chị chút. Sorry em, bữa giờ chị kêu qua sau em coi chị vẫn chưa qua, chị vẫn chưa qua được. Ngại ghê luôn luôn. Xong nách là cái gì chị Tô? Giờ đó chút mà sâu, giờ đó là vừa ngáp vừa sâu luôn á, thiệt á.
Thức tới 1 giờ video call. Thức 1 giờ nào. Cảm ơn em. Ủa sao em biết? Sao em biết ba chị người Huế? Tôi chào. Bye Tường. Bye. Chào anh Rex. Râm mới. À, râm mới em cũng không biết có râm mới không, nhưng mà em là idol mới. Mấy anh nói kìa. Đâu? Ủa, có hả? Giờ không thấy. Ba chị, nhà chị là gốc Huế mà. Nhưng mà tại chị đẻ ở Đà Lạt cho nên là chị là người Đà Lạt. Nhưng mà quê nguyên quán là ở Huế. Ủa em là ở Huế hay là ở Đà Nẵng? Chị em có nói giọng Huế không? Bao nhiêu? Anh Ba đang chạy xe. Ừ, người Huế nhưng mà gốc Huế thôi. Nên chị dễ thương. Ý ông là lỡ mà đẻ ở Huế là không dễ thương hả? Đâu, không có. Nãy ông chết rồi đâu, thấy đâu. Nói giọng Huế. Ồ vậy hả? À, ý là kiểu nói giọng nam là giả giọng á, vui à, nói giọng Huế. Lạ quá. Bỏ chat có nghĩa là chị không đọc chat của ổng. Mèo có ý đó à? Thì rõ ràng do chị đeo là Lạc Ninh, chị dễ thương nè. Kiểu như là may là chị không đeo Huế. Ý ông là vậy còn gì? Huế có nhiều cà rốt không? Nói vậy thôi chứ chị chưa bao giờ ra Huế. Em ở Huế hả? Vài bữa chị ra, khi nào có dịp chị về quê thì chị sẽ hú em. Em có hay xin em? Chết rồi Hùng ơi, nãy giờ Hùng đâu rồi? Thật ra hú dẫn đi chơi. Ồ vậy hả? Em về Sài Gòn á. Cứ tin bạn trên cam đi. Cái gì vậy? Sao tôi trở thành là cái gì? Con người lừa dối gì? Mấy ba? Chuyện gì vậy? Nãy giờ mang tiếng ác cho tôi hơi bị nhiều quá nha. Ông Hùng. Thêm mấy ông kia bồi vào nữa. Nghe kiểu tôi là người xấu xa vậy. Lúc nào nhìn cũng như đang cười á. Tao vậy mà cười vậy, khi nào cười thì nó mới là cười chứ. Răng thỏ nó không có liên quan gì tới cười hết nha chú. Họ phù gì vậy ba? Cái ông mèo này. Rép mà. Có đâu em đâu có tin mấy ông này. Lẹo đó. Thì ổng mang tiếng ác cho chút thôi. Tôi không biết, tôi chưa đọc, tôi thề luôn á. Thôi không nói cái vụ này nữa nghe không. Để mà chuẩn bị đi. Mệt ông Tân quá. Mệt ông Tân quá. Có
người lạ anh em nén lại đi. Nãy giờ ổng nói là hết rồi, còn gì mà nén nữa. Bêu rếu làm xấu mặt tôi. Out of control. Cảm ơn em. Buồn quá. Hát một bài buồn. Vậy có bài nào mà lời cho nó hợp hoàn cảnh không ta? Buồn. Nãy giờ đổ lỗi hơi bị nhiều. Tụi tao hù cho. Ừ, đoàn kết quá ha. Được lắm. Hẹn anh em một trận tối nay. Xin đừng lặng im. Không, không có lặng im đâu. Nói như gì luôn á. Nghe nhạc chia tay đi. Vậy chú mới chia tay ai hả? Hay chú gì mà vừa yêu xa rồi chia tay các thứ hả? Lặng im. Không hợp lý lắm. Kiểu à đây. Bài này không biết có hợp không được. Ông tôi là nhiều chuyện nhất râm mà em. Ông nhiều chuyện nhất râm này luôn. Chuyện gì của ai ông cũng biết hết trơn á. Cái chuyện mà từ 1000 năm trước mà bây giờ ông vẫn còn nhắc. Ghê lắm. Cổng thông tin. Cổng thông tin được tất cả mọi người. Nhiều khi em đã dối lòng. Sao em chẳng đâu chẳng. Đâu hay đâu biết rằng lòng em đã chết lặng từ lâu. Nhiều khi em cố gắng cười để anh thấy em trong lòng. Thật ra khi em đang khó khăn, đang sâu những nụ cười kia. Tổ bóc phúc đi. Thôi bây giờ xin lỗi cũng không làm được gì. Mọi người đã bóc phốt tôi nãy giờ rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ xấu cho tôi là một kiểu ác nhân gì đó. Mà giờ còn bày đặt xin lỗi hay được cái gì? Thế tại mắc cười cho nên cười. Tại tiếp bên xin đồ cho nên mắc cười. Khi em cố gắng cười để anh thấy em trong lòng. Thật xa thì em đang khóc thầm, đang sâu những nụ cười kia. Đường rộng và dài
Sao tự nhiên thành anh rồi? Chú này kỳ quá. Con bé tụi con lên liền. Chú làm gì cũng dễ thương vậy hả? Ê ông Mèo hôm cái câu này thôi. Cái câu này nó hơi sai sai bình thường. Ông Mèo có bao giờ khen tôi không? Thấy sai sai quá ta. Kiểu nãy giờ thấy dìm tội quá hay sao á. Giờ vớt vát lại được xíu. Một phút lâu xin lỗi Hùng. Ông Hùng ông còn đòi mua Phúc Long cho tôi. Vậy mà giờ à thì ra là chiêu trò để tôi mua Phúc Long lại cho ổng chứ vậy. Thì ra là vậy. Mấy người hợp tác trước với nhau rồi cô. Làm gì mà bực? Ai làm gì mà bực? Không hề, tôi chưa thể thấy câu này vậy đâu. Thôi nãy giờ tôi hiểu rồi. Thì ra là đây là chiêu trò để được tôi mua Phúc Long cho chứ giờ. Được lắm. Bạn chút học ba một hiệp ha. Ông kia ông cứ bồi vào. Hello Mận Lê. Úp lối giờ rồi. Không để ý luôn á. Cảm ơn mọi người hôm nay đã vào so với chút nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Là tuần sau chút sẽ up lịch sau. Chưa có lịch nên chút sẽ up. Ai chưa vào group thì chưa vào group thì nhớ vào nha, hoặc là mọi người ấn theo dõi
trên đoạn đường mãi như lời anh rồi. Một hạnh phúc mãi em hứa cho anh mỉm cười. Cho dù em đã cùng đi suốt đời thì vẫn như có anh và em chung lối. Em ước rằng cho xa xôi anh được yên vui. Em đúng rồi, nãy đang hỏi mọi người là mọi người muốn xem show ở bên lúc này mấy giờ thì Túc sẽ đăng ký lịch. Tầm mấy giờ thì hợp lý. Đổ lỗi. 1 giờ sáng. 1 giờ sáng. 1 giờ sáng bắt tôi lên công ty show hả? Mệt. Hỏng thì thôi. Chung lối em mất rằng trong xa xôi anh được yên vui. Cho dù em đã cùng đi suốt đời thì vẫn như còn anh và em chung lối. Em ước rằng trong xa xôi anh được yên vui. Ồ, ao hết rồi nhỉ. Âm hồn đâu rồi? Đi đâu rồi? Chưa, cô chưa ao mà dám ao trước. Hồng đi rồi. 4 giờ. Tôi đi làm về. Tối cũng được. Tập mấy giờ ta? 9 giờ. Thôi để đăng ký 2 show chiều, 2 show tối. Chưa ai lỡ chưa lên. Hả? Mà chút, chắc là chút chị đăng ký 4 show thôi. Còn show bên 8899 luôn chứ. 8899 thì chắc là 10 giờ sáng. Chắc là ngày mai 10 giờ sáng á. Okay, coi show thường xuyên quá hình như không phải mình là sao. Đâu có được tăng show. Một tuần chỉ được nhiêu đó show thôi hả? Ai cho tăng mà tăng. Miu làm như là thích tăng rồi tăng thì thôi, cả ngày tôi làm cả ngày luôn. Làm cả tuần luôn. Dạ chưa có lịch, cái nào có thì con gửi cho chú. Mọi người nghe nha, hay là mọi người muốn nghe hát tiếp? Hình như đã đồ vào. Ba mọi người, có gì chút sẽ up lại.